Trận chung kết ngửa giữa xi măng The Vistai Ninh Bình và Navibank Sài Gòn đã diễn ra rất kịch tính đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chiến thắng của tập đoàn cao su Đồng Tháp trước Vinsem Hải Phòng trước đó một ngày đã tạo áp lực rất lớn với cả xi măng The Vistai Ninh Bình lẫn Navibank Sài Gòn. Đó là lý do tại sao đôi bên nhập cuộc rất quyết tâm trong trận đấu tại cố đô Hoa Lư. Đội chủ nhà tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng những màu xa Ibrahim lại không thể tận dụng được. Sự lãng phí của các chân sút xi măng The Vistai Ninh Bình đã khiến họ phải trả giá khi Navibank Sài Gòn có bàn thắng mở tỷ số từ pha đá phạt đền thành công của Anian Khan ở phút 29. Sang hiệp 2, đội chủ nhà có tình huống gỡ hòa 10-10 khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho xi măng The Vistai Ninh Bình được hưởng phạt đền ở phút 59, nhưng Gustavo lại không thắng được thủ thành Phan Van Santos. Những trụ cột Gia Từ, Danh Ngọc thi đấu dưới sức, Ibrahim không hòa nhập được với lối chơi của đội bóng. Mousa, Gustavo vô duyên, xi măng The Vistai Ninh Bình thi đấu nhạt nhòa và việc họ nhận bàn thua thứ hai ở phút 63 sau pha ghi bàn của Đức Em là tất yếu. Phút 82, trọng tài Nguyễn Trọng Thư một lần nữa lại cho xi măng The Vistai Ninh Bình được hưởng phạt đền và lần này Hoàng Vistai đã thực hiện thành công. Nhưng bàn thắng này chỉ mang ý nghĩa danh dự với đội bóng cố đô chứ không giúp họ thoát khỏi trận thua thứ 9 ở mùa giải năm nay. Về trận đấu này đúng là chúng tôi cũng có cơ hội thôi, nhưng mà thực tế về cái lối chơi cũng thì gần như toàn đội là không có được cái sự linh hoạt, đặc biệt hôm nay chỗ Gia Từ và chỗ Danh Ngọc ấy là dưới mức bình thường. Sau chiến thắng 3-1 trước Hatoko Khánh Hòa ở vòng 16, tưởng như xi măng The Vistai Ninh Bình đã lấy lại sự tự tin, nhưng thực tế không phải như vậy. Trận thua cay đắng trước Navibank Sài Gòn đã là trận thua thứ 6 qua 7 trận gần nhất và thầy trò huấn viên Nguyễn Văn Sĩ lại bị đẩy xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Bết bát về kết quả, nhợt nhạt trong lối chơi, xi măng The Vistai Ninh Bình vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng. Sắp tới là hai chuyến làm khách trên sân của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Vinsem Hải Phòng, trong bối cảnh những trụ cột như Thành, Baptiste vẫn chưa bình phục chấn thương, sức ép với huấn viên Nguyễn Văn Sĩ là rất lớn. Mình phải chịu trách nhiệm về góc độ chuyên môn, đúng là thời điểm này đội là đang rất là khó khăn. Thậm chí cầu thủ Baptiste mới có cái phong độ tốt một chút cái thì gần những cái ngày thi đấu thì lại một cái buổi tập bị chấn thương rất là lãng xẹt nên là cũng nhiều cái ảnh hưởng đến cái chung của toàn đội.